tình huống dứt điểm khá nhanh và phối hợp rất tốt đến từ Hans Sport. Dứt điểm hay, đó là pha chạm bóng của Dũng Neymar, vẫn là cao thủ bên phía Hans Sport. Họ đã tấn công ngay phút đầu tiên. Dũng Neymar không thể có bàn thắng đầu tiên dành cho cao thủ bên phía Hans Sport, nhưng những gì mà họ đang thể hiện đang thật sự rất mang nhãn trên sân. Kinh nghiệm đến từ một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Minh Chiến. 1-0. Bàn thắng đầu tiên đã đến với Hotspot và đó là tình huống cố định. Pha bật cao đánh đầu rất hay của Minh Chiến. Việc nhập cuộc với một tâm thế thoải mái đang làm cho Quang Đình có vẻ như hơi khinh thường đối thủ. Ở vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá, vòng loại cuối cùng của giải bóng đá thì là giành cúp Anh Hùng. Trọng tài xác định đã có một tình huống đẩy người. Ở một đấu cuối cùng của giải bóng đá Thiên Lâm thì cúp Anh Hùng thì Hans Sport sẽ phải đối đầu với Maroi. Gần như đây là sân nhà của FC Maroi. Và đó sẽ làm trận đấu rất khó khăn. Với 3 điểm có được ở đấu ngày này thì chắc chắn Hans Sport sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Vẫn là các cơ hội của đội bóng Hans Sport. Khá hay. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra và tiếp tục vẫn là cái tên quen thuộc Dũng Neymar. Tình huống chuyển bóng tốt đến từ Minh Chiến. Rất nguy hiểm, lại là Minh Chiến thì phải. Quang Đình vẫn chưa tạo ra một cơ hội nguy hiểm thật sự nào. Rất nguy hiểm. Tình huống lao vào đến từ Minh Chiến. Cần phải có sự tự tin đến từ thủ thành Văn Trang. Khu vực hot spot, khu vực biên phòng. Tỷ số là 1-0 dành cho Quang Đình. Pha ghi bàn rất hay đến từ Lộc Châu. Người kiến tạo không ai khác chính là Hùng Duy Bích. Hùng Duy Bích là một trong cầu thủ thường xuyên tạo ra những đường chuyền chết. Và vừa rồi thì lời khẳng định đến từ Hùng Duy Bích, chân truyền số 1 của khu vực Tiến Bảo. Lộc Châu đã quá hiểu ý, một tình huống một chạm rồi. Lại một đường chuyền hay nữa đến từ Hùng Duy Bích. Kiêm cầu thủ của Thể Công, sinh năm 1990, Vi Adat. Chân trái này và phản xạ tốt đến từ thủ thành trẻ của Hoàng Minh Sơn. Chân trái, đó là cú điểm thứ hai khá nguy hiểm đến từ cầu thủ Quang Đình. Chậm lại đi, không sao đâu. Và quảng chân rất nhanh đến từ vùng tới. Chút chút nữa mà phá ra đến. Lộc Châu rút điểm từ sai. Đó là kinh nghiệm đến từ một cầu trẻ hiệp một của trận đấu. Tạm thời kết thúc với tỷ số là 1-0. Bằng chiến thắng 4 sao trước Thủy Đội và bằng người rất hay từ số 2. Và đó là đẳng cấp đến từ Dũng Neymar. Cầu thủ trẻ của FC Kinh Bắc đã lên tiếng. Ông Vua và của Hy Phòng 2-1. Một pha qua người rất hay. Dứt điểm bằng chân trái. Chéo bắt. Không có cơ hội cho hàng phòng ngự cũng như là thủ thành bên phía Quang Đình. 2-1. Và xứng đáng là một bàn thắng bộc lộ hết khả năng đến từ Dũng Neymar. Qua người hay, dứt điểm chuyên đoán. Anh đây. Tốt rồi. Dũng ở đâu em? Đâu? Bàn thắng đã đến với Cao Thủ Hotspot, bàn thắng thứ 3. Cú đúp đến từ Dũng Neymar.
3-1. Một đường truyền rất đơn giản thôi. Cú dứt đến từ Dũng Đề Bà. Người ghi bàn của anh Trang Dũng Đề Bà cùng người yêu Đặng Ngọc Hằng đang theo dõi trực tiếp trận đấu ngày nay, đó là phát cơn đến từ cô bồ của Dũng Đề Bà. Là một pha phản công nữa. Đánh tiếp tục ra cái bóng bổng và tỷ số là 4-1. Cú đúp đến từ Minh Chiến. Quá hay. Vẫn là bóng bổng và vẫn là một tiếng cố định. Không có cơ hội trong giành va chạm. Đánh đều. Lại là một bóng cố định. Quá khó hiểu ngày hôm nay. Không biết hàng phòng ngự của Quan Đình đang làm gì. Pha ghi bàn đến từ Quý Soccer. 5-1. 5-1. Hiệu số của đội bóng Quan Đình là 0. 3 điểm. Và như vậy là trận đấu giữa các đội Quan Đình Hàng Phong đã kết thúc. Kết quả cuối cùng, tỷ số là 5-1.